vào trong ba lô, lấy xong cháu ra để trèo đi lên trên để tẩu thoát. Thì chú bảo vệ chú dậy, chú đi ra thì cháu cũng chặn chú lại, cầm dao dọa thôi. Cháu bảo là cũng không muốn mọi chuyện nó đi quá xa, thì chú anh để tôi đi bảo vệ, chú bảo vệ bảo anh để tôi đi, tôi cũng không làm gì anh cả. Xong rồi chú bảo vệ cố chống cự để quay lại chỗ chú ngủ ấy, lùi lại vài bước lấy ghế đập cháu. Cháu tay tiện tay cầm dao thì cháu cũng phản xạ chống cự với chú thôi, cũng thấy đâm vào chú là có máu. Đâm vào những vị trí nào? Đâm vào tay, vào tay, vào đầu. Đó là lời khai của Lê Anh Chiến, 27 tuổi, ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Sáng 9 tháng 12 năm 2020, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự Chiến để làm rõ hành vi giết người cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Chiến khai do không có việc làm nhưng ham chơi dẫn đến nợ nần và nảy sinh ý định đột nhập vào cửa hàng Thế Giới Di Động để trộm điện thoại, bán lấy tiền trả nợ. Tối 7 tháng 12, Chiến giấu búa, dao, kìm, kéo trong ba lô và trèo lên mái nhà dân sát cửa hàng Thế Giới Di Động ở xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, Bắc Ninh. Đến đêm, Chiến đua vào bên trong và lấy hơn 10 chiếc điện thoại còn nguyên hộp, nhét đầy ba lô. Khi Chiến trèo lên mái để tẩu thoát thì bảo vệ cửa hàng thức dậy, phát hiện và bị Chiến dùng dao đe dọa hòng thoát thân. Thấy Chiến cầm dao, nam bảo vệ quay lại chỗ ngủ lấy ghế để tự vệ thì bị Chiến dùng dao đâm vào tay, đầu. Khi nạn nhân nằm gục, Chiến lấy dây trói tay, dùng băng dính dán miệng rồi tẩu thoát. Sau đó đi xe ôm ra khu vực dốc Suối Hoa, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh và đón xe buýt về bến xe Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Tới Hà Nội, Chiến thuê nhà nghỉ thay quần áo rồi mang số điện thoại vừa trộm được đi bán ở 5-6 cửa hàng và bán cho những người đi đường. Tối 8 tháng 12, Chiến bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lang thang ở Hà Nội. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, Chiến cướp đi 12 chiếc điện thoại với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.